cách cắt lưỡi gà giống chữ T cho thác cát. Chúng ta cắt làm thế nào để có thể hai phần cát một phần nước. Đây, cắt 10 cái như một. Được chưa? Phần trên là cát nó chảy xuống. Đó. Phần trên sẽ là hai phần, còn phần dưới sẽ là một phần. Một phần là nước, phần trên là hai phần cát.